Hello mọi người, hôm nay chúng mình sẽ có 3 tụ bài ở đây và chúng mình sẽ dự đoán xem là điều gì sẽ đến với các bạn trong tháng 1. Thì đây sẽ là tụ thứ nhất này, tụ số 2 và tụ số 3. Mình sẽ để các bạn 10 giây để các bạn có thể chọn được tụ cho mình. Các bạn hãy chọn một cái tụ nào mà nó thu hút các bạn nhất. Và nên nhớ là đây là một trả bài chung, thế nên là chúng mình hãy đón nhận thông điệp một cách có chọn lọc ấy. Chứ đừng có take it, đừng có lấy cái thông tin đấy một cách quá là serious, quá là nghiêm túc. Ok, thì đến với tụ bài thứ nhất thì chúng mình đang có, các bạn đang có là King of Wands 7. 7 gậy, 7 xu, Peace, Learn from life, Journey by the moonlight, Healing và thì mình cảm thấy ở đây đó là có thể các bạn trong cái năm 2020 đó thì các bạn đã phải trải qua, các bạn đã phải đấu tranh khá là nhiều của một cái sự phải gồng gánh. Các bạn cố gắng như là mong muốn mọi thứ nó theo ý của mình, nhưng mà mình cảm giác là dường như ấy thì điều này nó không đến với các bạn. Tức là mọi thứ nó rất là lởm chởm, nó rất là khập khiễng ấy. Tức là bạn càng muốn nó càng cân bằng mọi thứ bao nhiêu ấy, thì những cái thứ ấy nó đến với bạn, nó khiến cho bạn cảm giác như là mình càng càng ngày càng phải gồng gánh lên. Bạn chưa lo xong việc này thì việc kia nó lại đến. Thì mình cảm thấy như là trong thời gian trong tháng 1 năm 2021 đó, thì các bạn, mình cảm thấy là, tức là bây giờ các bạn đã biết cách chấp nhận rồi. Tức là thay vì ngày xưa các bạn đang mong muốn, gọi là mọi thứ các bạn đều mong muốn kiểm soát được, thì mình cảm thấy là gần đến cuối năm 2020 đó thì các bạn đã học cách chấp nhận. Tức là các bạn quyết định là các bạn không không gồng mình lên nữa, không đấu tranh với nó nữa, và cũng không, tức là không tương tác với nó nữa, và các bạn để cho nó theo theo tự nhiên đó, xuôi theo tự nhiên đó. Thì chính cái việc mà để cho xuôi theo tự nhiên này thì chính là cái lúc mà các bạn đang chữa lành bản thân của mình. Và khi mà các bạn chữa lành bản thân của mình đó thì tự động những cái vấn đề này nó tự giải quyết. Nếu mà như thời gian trước đây, khi mà bạn cố gắng tìm cách mọi cách để giải quyết được cái vấn đề của mình ấy, nhưng mà khi mà các bạn càng giải quyết ấy, thì nó càng rối tung lên ấy. Thì bây giờ các bạn không làm gì cả thì mọi vấn đề nó sẽ kiểu tự thuận buồm xuôi gió ấy. Và lúc này ấy, các bạn có thể là các bạn đang học được cái cách đó là bình yên, chấp nhận. Đây là cái cách của việc của người của sự chấp nhận này. Các bạn đang ở một cái vị trí khá là cao để quan sát mọi thứ, thay vì là tương tác nó như một người trẻ con ấy, thì bây giờ các bạn đã có một cách để quan sát, nhìn nhận mọi thứ ở một góc độ của một người trưởng thành hơn, một người có suy nghĩ. Và thì có thể là ngay lúc này đó thì các bạn sẽ bắt đầu một cái cuộc hành trình mới, đó là bắt đầu một cái tức là các bạn thế, tức là có thể các bạn, thực ra thì ở trong tụ bài này mình cũng đã bốc thêm hai lá cho các bạn để mình hiểu rõ hơn đó. Thì mình cảm thấy đó là có thể đây là về hành trình của cái việc là các bạn đã biết yêu thương bản thân của mình, các bạn đã cân bằng mọi thứ trong cuộc sống của bạn. Thì trước giờ, ví dụ như cái lá này đúng không, thì có phải ngày trước giờ thì cái cốc, hai cái cốc này của bạn, một cốc có nhiều nước và một cốc có ít nước, thì nó đang ở cái thế mất cân bằng. Thì bây giờ các bạn đã biết đổ cái cốc nước từ phía bên này sang bên này để cho mọi thứ nó cân bằng trở lại hơn. Và khi đấy thì bạn cảm giác mình thật là yên bình. Bạn có thể, mà khi cảm giác bạn yên bình đó thì mọi thứ nó sẽ bước vào cuộc sống của bạn một cách tự nhiên. Và bạn cũng học được rất là nhiều, bạn đã học được rất là nhiều bài học trong 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 cái hành trình này, trong cái cách tương tác trong năm 2020 vừa qua. Và đến tháng 1 2021 này thì mình cảm giác như là trong tháng 1 thì bạn sẽ vẫn ở trong cái trạng thái đó là chữa lành, và bạn tập trung nhiều vào bản thân của mình hơn, bởi vì bạn biết là bản thân của mình xứng đáng với nhiều thứ tốt đẹp hơn. Và đây có một cái lá này để mình dịch cho các bạn nhé. Và dường như là có thể như là các bạn, tức là các bạn có thể ngày xưa đó đã khá là sống trong quá khứ và trong tương lai. Tức là các bạn luôn nghĩ rằng là các bạn luôn các mình cảm thấy là các bạn sống trong tương lai nhiều hơn. Tức là các bạn luôn sợ rằng là nếu bây giờ mình không hành động, nếu mà bây giờ chính xác này, nếu mà bây giờ mình không hành động, mình không tương tác với công việc đấy, tương tác với những cái sự việc xảy ra với mình, thì trong tương lai nó trở nên xấu. Tức là nó không được tốt đẹp thì làm sao, khi mà không có sự can thiệp của mình ấy, thì mình không thể biết trước tương lai nó như thế nào. Thế là các bạn vẫn luôn muốn nắm đằng chuôi để các bạn đỡ sợ. Nhưng mà có thể như là cái lá bài này nó ngụ ý cho các bạn đó là kể cả ở trong tương lai ấy, thì nó vẫn phải thông qua cái giây phút hiện tại của các bạn. Thế nên là các bạn không nhất thiết phải hành động. Đôi khi cái việc của các bạn chỉ là ngồi chờ đợi, chỉ là ngồi nhìn
và không và quan sát những cái thứ nó sẽ đến với mình ấy, thì đấy cũng là một sự hành động của các bạn rồi. Tức là thay vì mình phải tương tác với nó một cách gắt quá, một cách thái quá, thì mình có thể lùi lại và quan sát. Thì khi mà mình quan sát thế thì mình sẽ nhận ra là à, tương lai nó cũng chỉ là những cái thứ ở tương lai thôi. Chính xác, tương lai là những thứ ở tương lai, và chắc gì nó đã xảy ra xấu như cái cách mình nghĩ. Thế nên là mình không việc gì phải tương tác với nó cả. Mình cũng không việc gì phải lo lắng về tương lai nó sẽ như thế nào, mà hãy trân trọng cái giây phút hiện tại. Hãy chữa lành bản thân của mình, hãy tập trung vào bản thân của mình, để khi mà đây là lá của việc, đó là yêu thương bản thân của mình đó. Khi và đằng sau là một khu vườn rất là tươi tốt nhá, và khi mà các bạn tập trung vào bản thân của các bạn này, các bạn chăm sóc khu vườn tươi tốt của các bạn này, thì tự lúc đấy khu vườn của bạn sẽ thu hút được những cái thứ may mắn, những cái tiền bạc công danh đến với các bạn. Có thể liên quan một chút đến cái tụ đầu tiên này, liên quan đến đến cái mặt cơ hội và mặt tiền bạc. Tức là các bạn lo sợ là nếu bây giờ các bạn không hành động thì các bạn sẽ không có tiền, đúng không? Nhưng mà thực ra ấy, cái gì khi mà bạn tập trung nhiều vào bản thân của bạn ấy, tất cả những cái thứ nó cùng tần số nó sẽ thu hút với bạn. Nếu mà bạn cảm thấy quá áp lực về đồng tiền, đúng không, thì quá áp lực về vật chất, về đồng tiền, về những cơ hội ấy, thì cái điều này nó sẽ khiến cho nó sẽ càng tạo ra cái phần năng lượng cho các bạn khó thu hút được những cái cơ hội để bước vào cuộc sống của bạn. Nhưng mà nếu mà khi mà bạn cảm thấy yên bình, bình thường, hòa thuận với cuộc sống của các bạn này, chăm sóc cho nhiều bản thân này, nâng từng số của mình lên ấy, thì từ lúc đấy nó những cơ hội ở cái tần số cao ấy, năng lượng cao ấy, nó sẽ tự động thu hút vào cuộc sống của các bạn. Thì đây là cái phần trải bài cho các bạn chọn tụ số 1. Ok, dành cho những bạn chọn tụ số 2 là viên đá màu hồng. Thì chúng mình có regeneration này, emagic, impulse, adventure ways, friendliness, sáu gậy, king of swords và the hypothesis. Ok, mình sẽ xáo thêm bài cho tụ này nhé. Thật ra thì mình đang mường tượng ra đây, ok, mình đang mường tượng ra đây là có một vấn đề liên quan đến tình cảm ở đây, một cái gì để nó khởi đầu mới đến với các bạn. Các bạn có air magic ở đây nữa, và các bạn có happiness, ok, friendliness. Tức là cái lá này ở trong các bộ khác đó thì nó sẽ là về two of cup đó, nhưng mà ở trong bộ này thì nó lại là về tình bạn. Ok, thực ra để mình cháo thêm nhé, để các bạn có thể ok, có thể liên quan đến cái việc đó là các bạn sẽ có khởi đầu một tình yêu mới. Tức là ok, mình cảm nhận ở trong cái tụ bài này đó, tức là các bạn, thực ra là mình cảm thấy là các bạn đang rất là master cái chuyện tình cảm của các bạn. Tức là master ở đây tức là sao, tức là các bạn đã có thể các bạn đã trải qua khá là nhiều, có thể trong quá khứ đã khiến cho các bạn trở nên bị bạn đã bị tổn thương, bạn đã phải di chuyển, bạn đã phải chuyển hướng cái năng lượng của các bạn đó. Tức là có thể khi mà tương tác với một mối quan hệ cũ là trong quá khứ đó, thì cái người đấy đã làm tổn thương bạn và khiến cho bạn hầu như là bạn cảm giác bạn mất niềm tin và tình yêu đó. Thì bạn và bắt đầu từ cái lúc đấy thì bạn đã sử dụng cái lý trí của mình rất là nhiều hơn các bạn. Tức là các bạn không mong muốn đi tìm tình yêu, các bạn nghĩ là tình yêu là một cái gì đấy nó có thể là nó không cần thiết đối với các bạn ấy. Thế là các bạn cũng ở trong một cái trạng thái đó là có cũng được và không có cũng được. Và mình cảm giác, nhưng mà mình khi mà mình nhìn cái trả bài đây đó, thì mình cảm giác là trong cái thời gian tới thì có một ai đấy đó, có một ai đấy đến sẽ đến với cuộc sống của các bạn và làm cho các bạn sống lại cái chuyện tình cảm của mình. Tức là các bạn nhận ra rằng là cái chuyện tình yêu nó vẫn ở trong cái mặt cảm xúc, cái mặt tình cảm của các bạn đó, nó vẫn ở sâu thẳm trong các bạn, và chỉ cần chờ các bạn và cái người này đến để khơi dậy, để sống dậy lại cái cảm xúc đó. Thì mình nghĩ là cái người này có thể sẽ thành công đó. Tức là bởi vì bạn, mình cảm giác như bạn sử dụng lý trí khá là nhiều ấy, tức là bạn biết cái gì phù hợp cho bạn và bạn biết cái gì không nên ấy. Tức là người ta sẽ có suy nghĩ bằng lý trí và suy nghĩ bằng con tim, đúng không? Thì bạn luôn là cái người mà sử dụng lý trí của mình để
để cân đo, để quyết đoán mọi thứ. Bạn không bao giờ sử dụng con tim để lựa chọn gì cả. Và khi mà cái người này đến đó, khi mà một cái người này đến đó, thì bạn đang ở trong một cái trạng thái đó là cân đo đong đếm, suy nghĩ, suy xét xem là liệu người này có tốt với mình hay không, liệu người này có hợp với mình hay không, hay là liệu người này đến với mình có ý gì hay không. Nhưng mà mình cảm giác khi mà cái người này đến đó, thì người ta có thể thực sự là người ta sẽ mang lại cái sự người ta có được bạn. Bởi vì là ở đây bạn có một cái sự tái sinh này, và mình ở đây có thể lá của cái cuộc điều này nữa. Có thể người này sẽ đến với bạn khi mà hai người sẽ bắt người ta sẽ mong muốn làm bạn với bạn trước nhé, và người ta sẽ đi dần 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 lên ý. Tức là người ta cái người này đến với bạn đó, người ta cũng rất là biết điều, người ta biết là có thể người ta biết là bạn đã phải trải qua rất là nhiều và bạn cũng không dễ dàng gì có thể chinh phục được. Thế nên là người ta sẽ bắt đầu với các bạn trong cái việc là làm bạn, và sau đó người ta sẽ và khi mà người ta làm bạn được rồi đó, thì người ta sẽ tiến lên bằng cái việc là chúng mình có thể yêu nhau được không, hay là như thế nào đấy. Và ở đây có một cái ở đây có một lá này mình sẽ xem để dịch cho các bạn nhé. Thực ra ấy, cái lá này nó chỉ nói là hãy break up your routine and leave a little, tức là hãy phá vỡ những cái thói quen hàng ngày của bạn đi và hãy sống. Bởi vì như mình đã nói đó, bởi vì các bạn trước giờ các bạn luôn là một cái người sử dụng lý trí rất là nhiều, tức là bạn luôn đặt ra một cái điều gì đấy trong cuộc sống của bạn và các bạn buộc mình sẽ phải làm điều đấy. Thế nên là đôi khi nó rất là cứng nhắc cho các bạn. Này, câu thứ hai của các bạn đó là it's time for some adventure, tức là đã đến lúc để mình có một cái khởi đầu mới, một cái chương mới. Nói chung là cái lá này này you never know who you will meet or what you experience along the way, tức là có thể như là hai bạn có thể gặp nhau ở trong một cái chuyến đi nào đó mà bạn đi xa, cái người này có thể gặp bạn ở trong một chuyến đi ở đi xa, nhưng mà mình vẫn cảm giác ở đây ấy, cái adventure này là cái adventure của bạn với người đấy. Tức là khi mà hai người gặp được nhau, hai người sống lại được tình cảm đó, thì khi mà con tim của bạn sống lại một lần nữa, thì bạn sẽ break the rule, tức là bạn sẽ phá những cái kỷ luật của mình đi để có thể có một cái khởi đầu mới với cái người này. Thì đây sẽ là trải bài cho những bạn trong tụ số 2. Cảm ơn các bạn đã xem. Ok, rồi cho những bạn chọn tụ số 3 này. Chúng mình có Yang, chúng mình có Water Magic. You can overcome anything. Yeah. Ok, confident. The Fool. Ok, The Lover. Nhưng mà Lover có hai nghĩa nha các bạn. Tức là trong cái lá bài cổ đó thì người ta lover có nghĩa là the choice, tên cũ của lover đó, và sau này thì người ta sẽ được tên lover. Đây là chín nữa và the emperor. Ok, tụ này quá rõ rồi, đó là các bạn sẽ có một hành trình mới, tức là có thể trước giờ đó các bạn có thể các bạn luôn là một ông vua cô độc, luôn là một ông vua một mình. Các bạn cảm giác như là các bạn nhiều khi các bạn nghĩ là trong cuộc sống, trong cái hành trình của các bạn đó, thì không ai có thể hiểu mình cả. Mình luôn cô độc, mình luôn phải chiến đấu một mình luôn phải gồng gánh một mình cho. Mà các bạn có nhìn thấy không? Tức là có 8 cái gậy đằng sau, nhưng mà chỉ có một người này đứng lên trước thôi. Có nhiều cách trải bài, có nhiều ý nghĩa của cái lá này, đó là sự bảo vệ đó. Nhưng mà mình cảm giác như là cái lá này là lá của cái sự bị tổn thương rất là nhiều, phải tiến lên, phải độc lập một mình. Khi mà các bạn giải hết một cái bộ tarot ra thành một bộ ẩn phụ đó, cũng có các bạn khi mà các bạn giải hết bộ ẩn phụ ra đó, thì cái lá số 9 này là lá của hình người này nhìn ngược lại từ 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 đó. Thì mình cảm giác như là các bạn đã phải trải qua rất là nhiều thứ, các bạn đã phải chịu đựng rất nhiều, phải gồng gánh rất nhiều, và bây giờ các bạn đang quay ngược lại, các bạn nhìn ngược lại những cái gì mà mình đã trải qua đó, và các bạn nhận ra rằng là tại sao các bạn nhận ra rằng là thực ra là không có gì khó khăn đối với các bạn cả. Bởi vì có thể đây là số phận của các bạn rồi, đây là cái sự định đoạt ở trong số phận của các bạn, cái sự vũ trụ muốn các bạn phải vượt qua. Ở đây các bạn có
Overcoming obstacle này, tức là bạn có thể vượt qua tất cả mọi thứ. Có những lúc mà bạn cảm giác bị nản lòng ấy, khi mà bạn trải qua cái thằng người này còn đeo một cái băng trắng ở trên đầu nữa, thể hiện như kiểu nó đã phải trải qua rất nhiều và nó đã bị thương ấy. Và có những cái lúc mà nó đã cảm giác là phải buông bỏ mọi thứ trở lại, nhưng mà bởi vì nó biết nó là một vị vua, nó là một ông vua và nó phải tiến lên phía trước. Thế nên là mình cảm, và ở đây cái là Giang này nó thể hiện được cái tính nam đó, tức là cái sự hành động, sự quyết đoán đó. Thì ở đây đó mình cảm thấy như là các bạn sẽ bắt đầu một cái khởi đầu mới, một hành trình mới, một cái điều mà các bạn rất là mong ước, rất là hy vọng. Các bạn có một, các bạn dường như trong lựa chọn của bạn, trong hành trình của bạn đó, các bạn đã phải có một cái sự lựa chọn gì gì đấy, có thể liên quan đến mặt tình cảm, lựa chọn đến mặt tình cảm và hoặc là công việc đó. Nhưng mà cuối cùng ấy thì, và dường như các bạn nghĩ là có thể các bạn đã phải bị bỏ rơi lại hai cái thứ đấy lại, bỏ rơi một trong hai cái. Nhưng mà ở đây mình cảm giác như là cuối cùng thì các bạn cũng có thể vượt qua được mọi thứ, các bạn cũng có thể biết được là mình đã lựa chọn được cái gì, mình nên lựa chọn cái gì dành cho bạn. Và ở đây các bạn đang có, và nên các bạn đã có một cái hành trình mới, một khởi đầu mới đang chờ đợi các bạn ở phía trước, bởi vì các bạn đã vượt qua được những cái khó khăn này rồi, các bạn đã trải qua rất là nhiều rồi, và bây giờ các bạn đang ở trong địa vị của một ông vua. Và bây giờ bước tiếp theo của các bạn đó là các bạn lại tiếp tục một cuộc hành trình khác, bởi vì cái ông vua này đó dường như là ngồi trên ngai vàng này cảm giác là vững chắc, đúng không? Nhưng mà ông ấy luôn luôn sẵn sàng cho những điều gì xảy ra đến cuộc đến với ông ấy, thì có thể như là ông ấy sẽ, và nó sẽ theo những cái chu kỳ đó. Tức là hết một chu kỳ, khi mà bọn mình đặt ở trên đỉnh cao của một chu kỳ, đúng không, thì các bạn sẽ phải bắt đầu thêm một chu kỳ khác, và tất cả cái chu kỳ phía sau nó sẽ cao hơn chu kỳ phía trước. Thế là mình cảm giác như là các bạn sẽ bắt đầu tiếp vào cái cuộc hành trình nào đấy. Có thể như các bạn đã đưa ra lựa chọn cho cái sự việc này, là các bạn đã đưa ra quyết định cho cái sự mong muốn, sự lựa chọn của các bạn, và bây giờ là thời điểm để các bạn có thể thực hiện nó. King of Cup này. Mình cảm giác như là các bạn có 10 cup ở đây thể hiện được cái sự bình yên. Nhưng mà mình cảm giác như là có thể các bạn đã từ bỏ cái chuyện tình cảm của các bạn. Tức là có thể khi ở đây có lựa chọn về mặt tình cảm hoặc mặt công việc đó, thì bạn đã quyết định là bỏ lại cái phần tình cảm đấy lại đi. Để tập trung vào những thứ mà mình đang có, tập trung vào hành trình mình đang có. Hoặc là các bạn quyết định, hoặc là tất cả những cái điều này đó là cái sự cản trở của các bạn đến với một cái tình cảm nào đó, cản trở của các bạn đến với cái sự, hoặc là trước giờ các bạn đều hy vọng là mọi thứ, các bạn đều hy vọng đến lá của 10 cấp của cái sự yên bình, của cái sự hạnh phúc của cái gia đình này, thì có thể như là các bạn đã gặp những cái khó khăn về cái hành trình để đi tìm về cái 10 10 10 10 cấp này, và có thể như là bây giờ các bạn đã thể vượt qua được hành trình đấy rồi, và các bạn đang trên đường để đến với cái lá 10 cấp này. Nhưng mà mình vẫn ok, tức là mình vẫn cảm giác như là cái trường hợp đầu tiên ấy, cái trường hợp mà các bạn đã lựa chọn, các bạn tập trung vào sự nghiệp của mình, tập trung vào cái hành trình của mình thay vì cái việc là đòi hỏi tình cảm đó, thì nó sẽ chiếm đến tầm 70%, còn cái chuyện tình cảm này thì nó sẽ chỉ chiếm 30% thôi. Thì đây là trải bài cho các bạn chọn tụ số 3. Cảm ơn các bạn đã xem đến tận đây. Ok, và nếu mà các bạn có mong muốn mình làm về chủ đề gì thì các bạn có thể comment.